Thưa quý vị, Đà Nẵng có 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố. Trong đó có 5 sản phẩm được đề cử tham gia sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung năm 2022. Trong đó, riêng xã Hòa Phú, một xã miệt núi nhưng có đến 2 sản phẩm được đề cử tham gia cấp khu vực. Để có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của các chủ cơ sở sản xuất, còn có sự đồng hành hỗ trợ rất lớn của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng. Đây là gian hàng trưng bày sản phẩm rượu cần Phú Túc của ông Lê Văn Nghĩa, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chai nhỏ nhất là 3 lít, lớn nhất là 12 lít, giá từ 260.000 đồng đến 820.000 đồng, được niêm yết công khai trên từng sản phẩm. Rượu cần Phú Túc đã được đăng ký sở hữu trí tuệ và từng đạt danh hiệu cúp vàng thương hiệu chất lượng cao năm 2016. Bên trong khu sản xuất, lúc nào cũng có hàng ngàn chai rượu cần sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Sản phẩm vừa được Đà Nẵng xét chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2021 và đề cử tham gia cấp khu vực. Ngay từ thời điểm bắt đầu là các anh đã hỗ trợ về vấn đề xây cái cơ sở sản xuất này, về vấn đề vốn, sau đó về vấn đề về vấn đề nhãn hiệu, một cái nữa là về vấn đề hỗ trợ về vấn đề cái máy móc, là cái quan trọng nhất tôi thấy là về vấn đề tham gia các hội chợ, các mặt trận đoàn thể rồi ủy ban nhân dân các cấp. Là họ tạo điều kiện, tức là hỗ trợ về vấn đề kinh phí vận chuyển hàng hóa, rồi thậm chí kể cả hỗ trợ cho cái người tham gia bán hàng. Cùng theo ông Nghĩa, sản phẩm rượu cần này được đồng bào cơ tu nơi đây sản xuất từ lâu, song theo thời gian cứ mai một dần, nhiều người đã bỏ nghề. Trước thực tế này, năm 2012, xã Hòa Phú đã xây dựng phương án khôi phục thương hiệu rượu cần, tổ chức cho các hộ dân thôn Phú Túc lên các tỉnh Tây Nguyên tham quan học hỏi thêm kỹ thuật sản xuất rượu cần, sau đó hỗ trợ bà con kinh phí đầu tư mặt bằng, tổ chức sản xuất và xúc tiến thương mại cho sản phẩm. Thì năm 2013 là lãnh đạo địa phương, hồi đó là anh Nguyễn Ngọc Hải làm chủ tịch, thì dẫn một đoàn gồm 9 người đi vào trong Gia Lai, Đắk Lắk để học cái cách mà nấu rượu cần. Và sau khi mà học về thì với cái vốn có trong cái con người, bản năng con người của họ, thì kết hợp với cái vấn đề đi học hỏi cái kinh nghiệm, thì cái sản phẩm rượu cần hiện nay thì rất là chất lượng và rất là ngon. Hiện nay thì chỗ địa phương cũng tiếp tục tạo điều kiện đề xuất với lại trung tâm khuyến công hỗ trợ cho máy móc dụng cụ. Cùng với sản phẩm rượu cần Phú Túc, xã Hòa Phú còn có sản phẩm bún tươi đóng gói của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất và thương mại Đại Cường, cũng được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố và đề cử tham gia cấp khu vực. Năm ngoái, doanh nghiệp này đã được chương trình khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng chi phí đầu tư cho dây chuyền thiết bị, máy móc sản xuất sản phẩm bún tươi theo quy trình khép kín với công suất 2 tấn một ngày. Nhờ ứng dụng các thiết bị hiện đại, chất lượng sản phẩm bún tươi của doanh nghiệp được nâng cao. Đây là mô hình sản xuất bún theo quy trình khép kín đầu tiên trên địa bàn huyện Hòa Vang. Riêng cái sản xuất bún tươi này thì hắn sẽ có một cái khác biệt hơn so với cái những cái công nghệ khác. Đó là cái thứ nhất là có cái máy tách, có nghĩa là tách chân không và tách cái độ chua. Và cái thứ hai nữa là cái dây chuyền hiện nay thì với cái công nghệ mới, là có nghĩa là khi mà bún ra dây chuyền thì cái băng rất là dài, và qua cái thời gian là tự hắn khô và hắn ráo bún, không cần phải qua nước lạnh. Do vậy thì cũng đảm bảo về vấn đề an toàn thực phẩm. Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, chương trình khuyến công đã giúp cho các cơ sở quy mô nhỏ, siêu nhỏ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để nâng cao năng lực, quy mô sản xuất. Doanh nghiệp còn được hưởng những chính sách, chương trình về xúc tiến thương mại, được tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài nước, sản phẩm được quảng bá rộng rãi, thị trường tiêu thụ mở rộng và luôn có sự hỗ trợ, đồng hành của chính quyền địa phương.